tên Nguyệt. Chị Nguyệt xinh quá. Chị Nguyệt có gia đình chưa? Múc ra riêng gì thì mình thấy nó có vẻ như là nó sẽ lịch sự hơn. Chấm vô cho nó ngập vô mình ăn. Rất ngon luôn mọi người. Người Lào họ ăn mà không có cái món này á thì họ coi như ở đó là không ngon anh đúng không? Nó thiếu một cái vị gì đó, giống như mình ăn hủ tiếu hay mì mà nó thiếu rau, thiếu giá đó. Thì nó giống vậy. Ngon lắm. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Ba Sắc của Lào. Ngày hôm nay là những ngày cận Tết ngay tại thủ phủ người Việt tại đây. Sáng ngày hôm nay Bùi Hồ với lại anh Tiến Sài Gòn được một người anh Việt Nam sống tại Lào chở đi dùng một món đặc sản của người Việt Nam, đó là phở, bán ngay tại đây. Anh Hòa anh chia sẻ rằng đây là một cô chủ người Việt rất đẹp và đặc biệt là bán phở rất ngon. Đẹp và ngon như thế nào thì cô bác quý anh chị cùng ngồi trên một cái chiếc xe tải mà khá là thú vị cùng với Bùi Hồ với anh Tiến sẽ đi lại đó thưởng thức một cái tô phở Việt ngay tại Lào nha. Bán phở ngay tại Lào và đặc biệt là phở rất là ngon. Không những vậy mà lại cô chủ quán cũng khá là xinh đẹp luôn mọi người. Theo ước tính thì ở ngay tại thành phố Bắc Xế tỉnh Chăm Ba Sắc này thì khoảng 2/3% là người Việt tại Lào sinh sống với một cái nghề buôn bán. Chào chị. Dạ. Chị cho em đeo cái mic này lên cái đó cho. Chị bán phở này lâu chưa ha? Dạ, được 15, 16 năm nay rồi. Chị là người Huế hay sao? Em mới thì sinh đẻ ở đây nhưng mà mẹ em là người Huế. Có nghĩa là Việt Kiều. Dạ, Việt Kiều. Mẹ người Huế còn ba người Lào. Ba người Bắc. Ba người Bắc. Nói chuyện ngọt ngào quá, lại xinh nữa. Dạ. Chị bán ở đây được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 16 năm. 16 năm. Dạ. Phở này là nấu theo cách của Việt Nam hay sao? Dạ. Thì cũng gọi là phở Bắc. Phở Bắc ha. Một cái tô phở gì là bao nhiêu tiền hả chị ha? Một tô là 35.000 kíp. 35.000 kíp. 35.000 kíp. Thì nó khoảng 40.000 tiền, hơn 40.000 từ Việt Nam thời điểm hiện tại. Trước đây thì kíp Lào so với Việt Nam đồng thì nó có giá thì tô phở 35.000 là nó khoảng 70.000 từ Việt Nam. Nhưng mà bây giờ là tiền Lào với tiền Việt mà giá bằng nhau. Gần bằng nhau. 35.000 là mình mới lên đây thôi hay sao? Dạ mới đây, tại vì thịt lên giá. Thịt bò tăng giá. Chị tên gì ha? Dạ. Chị tên gì? Tên Nguyệt. Tên Nguyệt ha. Chị Nguyệt xinh quá. Dạ. Chị Nguyệt có gia đình chưa? Dạ có rồi. Chị Nguyệt năm nay bao nhiêu ha? Dạ 38 tuổi. Lớn hơn em. Cái này là nấu mấy đời rồi hay sao chị Nguyệt? Dạ. Nấu đã truyền qua nhiều đời hay sao? Dạ không. Mới nấu là 16. Dạ, mới nấu. Dạ. Hồi xưa thì phải bà ngoại có bán. Nhưng mà mẹ em bán với bà ngoại. Hồi bà ngoại còn sống á. Dạ. Dạ, thì mẹ em bán với bà ngoại. Nhưng mà bây giờ bà ngoại ấy thì mẹ em được bán. Bây giờ mới chuyển về lại thôi. Ừ. Dạ. Phở này đa số là bán người Việt ở đây ăn hay là người Lào họ có thích ăn không? Đặc biệt là Lào. Người Lào vẫn thích ăn. Chị Nguyệt là được sinh ra và lớn lên tại đây luôn. Dạ đúng rồi, em sinh đẻ tại đây. Có thường về Việt Nam không chị Nguyệt? Dạ về. Có về ha. Ở nhà là mình sinh hoạt với nhau bằng tiếng Việt hết. Dạ. Lẫn lộn nhau. Dạ, nhưng mà em thấy chị Nguyệt nói chuyện tiếng Việt khá tốt á. Dạ, tại vì bố mẹ là người Việt rồi đó, gốc Việt rồi đó. Quên tiếng Việt. Thôi. Đây là chị Nguyệt bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Bán từ 7 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Dạ. Chị Nguyệt một năm gì là về Việt Nam mấy lần? Có năm ngoái về được một lần. Dạ, ít khi đi. Dạ. Về Huế? Dạ không, đi chơi Đà Nẵng vừa rồi. Đi chơi nghỉ hè á. Dạ. Chồng của chị Nguyệt là người Việt hay là người Việt luôn ha?
bán từ sáng cho đến 7 giờ sáng hay đến 1 giờ trưa. 1 giờ trưa luôn. Hôm nay được anh giới thiệu lại đây thưởng thức cái quán của mình. Của chị nè, mà thấy chị xinh quá. Anh với chị có mấy người con rồi, có mấy con rồi? Em có được 2 được 2 đứa con. 2 đứa con rồi ha. Chắc cũng lớn hả chị Mười? Dạ lớn rồi. Ở đây là nhà mình luôn. Dạ đúng rồi, nhà mình. Cái ở ngoài kia có một cái sân ăn rất là lý tưởng luôn mọi người. Có những cái bàn ghế dọn ngoài kia mát lắm luôn. Không dạ. Có mưa là ăn xíu dách luôn á. Dạ. Nấu theo hương vị Bắc hả chị Mười? Dạ đúng rồi. À, vì sao mình lại chọn bánh phở mà của Việt Nam mà mình không chọn bánh những cái món khác chị? Thì hồi xưa thì mẹ em bán ở chợ. Nhưng mà mẹ em bán bún cà ri. Bún cà ri? Dạ, rồi bây giờ thì bán cũng đắt. Bây giờ về nhà truyền nghề bán phở. Bán cũng, nói chung là bán cũng được. Dạ. Dạ, thì truyền nghề bán phở. Em không biết là mình cũng thường về Việt Nam thì tỷ giá giữa Việt trước so với Việt Nam đồng nó trượt giá nhiều đó. Thì nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nhiều không? Không, không mấy đâu. Dạ. Cũng được. Dạ. Mỗi tô phở gì chỉ ở đây thì giá chỉ tầm 30 đến 35 ngàn thôi. Bún bò cũng vậy. Và đa số là gốc ở đây là Huế, Quảng Bình, Quảng Trị thôi. Dạ, dạ. 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 Những ngày Tết đây mình có chuẩn bị gì cho Tết chưa chị? Dạ. Có chuẩn bị gì để ăn Tết Bun Bi Mai chưa? Dạ. Không. Chuẩn bị gì đâu, tại vì em chỉ người Việt, chơi theo của Việt thôi, làm ít. Em nghe nói được rằng đó là Tết ở Lào, đa số là người dân ngày 14 họ đi vô chùa, tắm Phật. Đi chùa tắm Phật. Chứ ít ở nhà lắm đúng không chị? Đúng, hoặc là họ ra đường họ tạt nước với nhau thôi. 14, 15, 16. Dạ. Họ tạt nữa. Dạ. Chứ không có ở nhà. Thì nói thì người đi người ở về đó. Dạ. Người đi người thì ở. Ở để tiếp khách lại nhà mình thôi. Dạ, đúng rồi. Dạ, còn đa số là đi vô chùa hết. Đi vô chùa hết. 14, ngày 14 là họ đi vô chùa họ tắm Phật. Dạ. Dạ. Ngày 15 là tạt nước. Dạ, 15, 16. Dạ. Chị bay đi. Đây. Em nghe nói là ngày 14 thì giống như là ngày 30 của Việt Nam mình đúng không? Đúng rồi. Còn ngày 15 không, 14 thì gọi như là kiểu như kiểu mùng 1 của mình. Dạ. Mùng Tết của mình đó. À. Dạ. 13 thì cũng kiểu họ đi chợ chuẩn bị mua hàng, mua đồ về làm việc về đó. Dạ. Làm thì nhưng mà chắc họ thì cũng không quẩy tiếng Việt mình với nhau thôi. Dạ. 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 Còn hoa của ngày Tết ở đây là hoa gì chị? Hoa thì em không biết mình gọi. Nhưng mà hoa màu vàng đằng đó đúng không? Ở đằng đây là mọi người có một loại hoa. Bùi Hồ cũng không biết nhưng mà hoa màu vàng này nè. Cứ đỏ gực là thấy Tết à. Hoa màu vàng này nè mọi người. Cứ đỏ gực là thấy Tết thôi. À. Chị Nguyệt cũng không biết hoa đó tên gì luôn. Dạ không, không biết tên luôn. Những Việt mình thường gọi hoa mai này. Cái này là gọi là đồ khuôn. Đồ khuôn. Dạ, à, khuôn. Hoa đó là nó giống như hoa mai ở Việt Nam của mình luôn. Đúng rồi đó. Giống nhau đó. Giống dạ. Nhau. Dạ. À. Nó có ý nghĩa giống nhau là nhưng mà lạ Việt thì không biết được gọi tên là hoa gì. Dạ. Dạ, chỉ biết được gọi là Lào rồi gọi đồ khuôn. Đông khách nhất là lúc nào hả chị Nguyệt ha? Dạ. Đông khách nhất là lúc nào? Buổi trưa cử 11 giờ rưỡi. À, công ty tăng sự. À. Ờ, người Lào họ thích ăn phở của Việt Nam mình. Dạ. Thích ăn phở của Việt Nam mình. Và em thấy ở đây người ta có cái đậu cộng đậu đũa. Dạ. Cộng đậu. Đậu đũa với là mắm tôm. Mắm tôm, đó là đặc sản của Lào luôn. Phải rồi. Dạ. Rồi em dạ. Hôm nay chia sẻ về cái quán mình để cho mọi dạ. người biết dạ, và dạ. một vị kiều bán phở tại dạ, Lào dạ. khá dạ, là xinh gái. Dạ dạ. Dạ thôi bây giờ dạ, chị cũng đã múc cho mình một cái tô phở đằng kia rồi dạ, mọi người. Bây giờ lại kia dùng. Dạ. Dạ.
rồi. Đây là cái tô phở của mình nè mọi người, giá 35.000. Điều đặc biệt là ăn phở ở đây á, nó không có nhiều loại rau khác, nhưng mà đây nó có đậu đũa. Rồi đây là bắp cải, rau thơm. Và cái muỗng nó nhìn cũng khá, muỗng này bằng cái gì anh Hòa? Gan. Bằng gan ha. Bây giờ thì như anh Hòa ăn là nó sẽ chấm một cái ít mắm tôm vô. Có loại thì đặc, có loại thì nó bị lỏng đúng không anh Hòa? Dạ, bây giờ mình sẽ nêm thử miếng phở. Anh Tiến ăn thấy sao? Nước phở nấu theo cái hương vị Bắc nên nó không có ngọt lắm. Biết sao không? Dạ. Phở này người ta dùng bằng cái sợi gì à? Hủ tiếu. Gần như là giống hủ tiếu. Đúng rồi. Sợi phở đây là một cái sợi hủ tiếu mọi người. Cái này ăn nó có vị dai. Bò với dê ở Lào là một trong những cái món ăn chất lượng nhất ở đây. Tại vì đa số là địa hình đồi núi nên những cái con vật này á được nuôi rất là tự nhiên, đúng không anh Hoa? Dạ. Cục thịt nó rất là dai luôn mọi người. Hôm trước thì đi cùng với anh Tiến ăn cái dây hấp cũng ngon, anh Tiến ha. Bây giờ mình sẽ chấm vô đây. Thường thì phở ở Việt Nam thì sẽ chấm với gì? Tương ớt. Nhưng mà ở đây sẽ chấm với mắm tôm. Nước chấm ở Việt Nam này. Tôi chấm vô đây là mọi người. Nhưng mà em thấy mọi người thích chấm đậu đũa hơn là chấm bắp cải đúng không? Đậu đũa. Dạ. Ngon quá. Lúc đầu ăn không quen á, cảm giác nó khó chịu. Tại vì mình đậu đũa nó có một cái mùi gọi là mùi hang. Đậu đũa thì đâu có hang gì. Dạ. Lúc đầu em quen á, em không khó chịu lắm. Đậu đũa ăn sống á. Nhưng mà bây giờ ghiền rồi, chắc về Việt Nam là món này ăn quá. Ở đây là người Việt đa số sinh sống với nghề buôn bán nhiều anh Hòa ha. Đúng rồi. Bà Hồng Nhai cũng thành công. Rất thành công luôn. Anh Hòa cũng là một trong những người thành công đó. Ở đây cộng đồng người Việt họ rất là yêu thương nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai là rất là tập trung chí hú làm ăn luôn. Qua đây chỉ làm thôi. Thậm chí là chia sẻ với mọi người ha. Hôm qua là anh Hòa là đi chặt mía trên kia cách hơn 100 km, là khoảng 1 giờ mới về tới nhà anh Hòa. Nên là nữ là mấy tháng trước đi nhìn anh Hòa còn tròn, bây giờ nhìn anh Hòa chục cân rồi. Tranh thủ mấy ngày Tết Lào mà để cứ ăn Tết đi. Chiều nay chạy thêm chuyến cuối để cho mấy đứa lính nó nghỉ ăn Tết Lào. Dạ. Mua cho nó hai đùng bia với một suất nhóm như ở Lào nó hay làm một suất nhóm như bò mổ ra một con mình nó chia trong bảng á, mình mua một phần đó, ví dụ như là nó chia ra một phần nghĩa là đủ, nó vừa có đủ hết lòng từ lòng tới da tới thịt tới đầy đủ hết, nói chung là một phần nhưng mà nó có đầy đủ tất cả các cái đúng rồi, cơ thể nó đúng rồi, nó chia nhau trong bảng hết. Thích ăn bò hay anh ha? Bò. Thường thường là Tết Lào là họ hay làm bò. Làm anh làm mấy con bò? Một con là ăn đuối thôi chứ. Phải hỗ trợ cho mấy đứa Tết Lào nó đứa hai đồng bia với bò ăn Tết. Ngon quá anh Tết, ngon, cực kỳ ngon. Đây là đậu đũa và đây là mắm nêm, mắm tôm nhé. Có những nơi á thì mắm tôm nó lỏng và có những nơi thì nó đặc, nhưng mà múc ra riêng gì thì mình thấy nó có vẻ như là nó sẽ lịch sự hơn. Chấm vô cho nó ngập vô mình ăn rất ngon luôn mọi người. Người Lào họ ăn mà không có cái món này á thì họ coi như ở đó là không ngon anh hả? Nó thiếu một cái vị gì đó, giống như mình ăn hủ tiếu hay mì mà nó thiếu rau thiếu giá đó, thì nó giống vậy. Ngon lắm.
mọi người có về đây á, về thành phố Bắc Sới tỉnh Chăm Ba Sắc á, ngay chợ Chăm Ba Sắc, chợ Đầu Hương á, sẽ gặp anh Hòa anh phủ hết cái chợ đó luôn mọi người. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Cô chủ xinh đẹp ơi, nhiêu tiền á? Dạ, 105.000. 105.000, còn 100.000 lấy không? Đây mọi người, 100.000. Hai ngàn. Lào đây. 4.000. Dạ đúng rồi, từ đó đó. 5.000. Còn nhiêu là được ăn đồ phở nữa không? Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau. Rồi bye bye cả nhà. Khắp trai lại.